shop misoo.tv.com, đăng nhập vào shop nhận ngay 10k miễn phí. Đặc biệt khi chúng ta nạp tiền và quay kim cương có cơ hội nhận được x2 vào tài khoản nhá. Anh em nào mà chúng ta đang muốn có nhiều kim cương còn chần chờ gì, không vào ngay đi anh em ơi. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì có rất là nhiều bạn hỏi mình về cái Free Fire Cup ấy, chúng ta tạo đội nó như thế nào này, và phần quà chúng ta cũng nhận như thế nào luôn. Đó, thì chúng ta mới có Free Fire Cup mùa 2, quà rất là nhiều. Có Ak Rồng Xanh này, rồi, rất là ngon nhá. Đầu tiên là mình thấy có 10.000 kim cương, rất là chất lượng luôn. Tiếp theo là Ak Rồng Xanh này. Và khi mà mọi người chúng ta nhận được cái này ấy là level 1 nhá. Ở đây thì mình thấy có thêm 1.500 cái huy hiệu vảy rồng. Thì sau khi mà chúng ta nhận xong ấy, mọi người nâng lên thì chúng ta lên level 7 luôn. Tức là cho level 1 và 1.500 huy hiệu, chúng ta nâng cấp lên level 7 luôn. Đó, tức là như thế nhá. Và tiếp theo ở đây mọi người thấy chúng ta chưa có gì hết đúng không? Tại vì bắt đầu từ ngày mai, ngày 9 tháng 12, chúng ta mới bắt đầu Free Fire Cup mùa 2 và diễn ra tới ngày 15 tháng 12 nhá. Ok. Và tiếp theo ở đây, mọi người sẽ nhấn vào tạo đội cho mình. Ở đây thì mình sẽ ghi cái tên đội của mình nhá. Đó. Mọi người cứ tạo giống như mình này. Hình như là ở đây mình không ghi được cái có dấu rồi, mình ghi tên không có dấu nhá. Siêu phẩm team này. Tiếp theo mọi người thấy ấy, chúng ta có một cái thông tin liên lạc, mọi người nhớ này. Cái này mọi người phải ghi đúng nhá. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta lấy cái thông tin liên hệ của nick mình. Đó. Ở đây thì mọi người sẽ nhấn dấu như mình nhá. Đó, thì sau khi mọi người copy được cái đường link này thì mọi người sẽ nhấn vào đây. Nhưng mà tại sao mình thấy nó không cho ghi hết cái đường link này nhỉ? Thường thì nếu mà chúng ta phải ghi hết, chúng ta mới tới được cái đường link Facebook cá nhân của chúng ta. Mà tại sao ở đây mình ghi mà không được luôn anh em? Ok, nếu mà mọi người chúng ta ghi không được ấy thì mọi người xóa cái HTTPS, hoặc là chúng ta xóa giống như mình cũng được nhá. Đây, mình sẽ xóa cho mọi người. Mọi người sẽ xóa từ cái hai dấu gạch đi. Đó. Mọi người sẽ đến như thế này, chúng ta ghi cái đường link Facebook của chúng ta ra, hoặc là mọi người xóa cái www đi cũng được. Mọi người để từ cái Facebook thôi. Đó, nói chung là từ cái đường sau facebook.com/, là cái đường link Facebook của mọi người là cái gì thì cái này mọi người ghi nhá. Ok, và đây là mình đã tạo thành công. Ở đây thì có một cái tuyển quân này và cái mời. Đó, mọi người có thể tuyển quân ở những cái người khác này. Và tiếp theo thì mọi người thấy nhá, ở đây có một cái danh sách mời. Mọi người ghi cái tên người chúng ta cần mời thôi. Và dưới cái phần siêu phẩm team nhá, mọi người thấy có một cái ID này, tức là cái ID đội của chúng ta nhá. Bạn đâu mà muốn vào đội của mình ấy, có thể ghi cái ID này và chúng ta tham gia vào. Ok. Ở đây phần quà mình thấy là rất là ngon nhá. Có 10.000 kim cương, Ak Rồng Xanh, level 7 luôn. Quá là chất lượng rồi, đúng không? Và chúng ta sẽ có thời gian chuẩn bị này, thi đấu, kiểm tra và hoàn thành. Trận đấu thì chúng ta sẽ diễn ra trong 25 trận đấu nhá. Và thi đấu thì chúng ta sẽ thi đấu từ lúc 20 giờ tới 22 giờ từ ngày 9 tháng 12 tới ngày 13 tháng 12 nhá. Tức là chúng ta chỉ chơi trong 4 ngày thôi. Và cách thức để chúng ta tính điểm ấy cũng rất là dễ này. Tính như là chơi thi đấu luôn. Giống như là chúng ta thi đấu ấy, top 1 được 20 điểm này, và mỗi kill chúng ta được tính là 2 điểm nhá. Rất là ngon. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ tính từ top 1 tới top 12. Đó. Mọi người cứ tạo giống như mình là ok thôi. Và đâu mà muốn tham gia với mình thì chúng ta có thể vào đây. Mình thì có Ak Rồng Xanh rồi, full cấp rồi, nên là chắc là tham gia thì có chúng ta lấy được kim cương thôi. Đó. Và tiếp theo ở đây chúng ta có một cái gì sắp tới này, 6 ngày nữa thôi. Ở đây thì mình sẽ cho mọi người xem 6 ngày nữa nhá, chúng ta có cái gì. Rồi thì 6 ngày nữa nhá, chúng ta sẽ có 3 sự kiện mới. Đó chính là thợ săn thời không này, vòng quay vô cực và máy bắn súng. Nó sẽ cập nhật vào cái sự kiện kia nhá. Anh em thấy là ngày 13 tháng 12. Và bây giờ là chúng ta còn, nó ghi là còn 6 ngày nữa ấy. Tức là tới ngày đó nó sẽ mở cái sự kiện này nhá. Mọi người nhận quà này. Đó, nó rất là ngon. Ok. Quà chúng ta có vé quay kim cương này, hộp cây tre này, ba lô này và một cái dù. Đó, quà theo mình là cũng khá là được. Cập nhật xong rồi mình thấy có khá là nhiều quà nhỉ. Chuẩn bị xong sự kiện này nhá, chúng ta tới sự kiện Giáng sinh này. Giáng sinh xong thì chúng ta tới sự kiện Tết này. Đó, Tết anh em chuẩn bị là có rất là nhiều quà nhá. Mình nghĩ là chắc là chúng ta có hộp ma thuật, theo mình là như thế. Và có một số bạn bảo mình là anh ơi quy đổi cái gói trong FF đi, vì thấy nó khá là đẹp mà, nên là mình cũng quy đổi luôn nhá. Ok, quy đổi tổng cả thì chúng ta sẽ mất gọi là 250 thẻ bếp. Ok, mình sẽ quy đổi luôn nhá. Đó, vậy là mình quy đổi full gói quà rồi. Trang bị vào luôn, xem nó như thế nào nhá. Rồi, trang bị vào luôn. Đó, đây là gói rắn săn mồi của chúng ta. Mình thấy gói màu này rất là đẹp. Ok, thì video của mình kết thúc đây thôi. Và ba anh em, hẹn lại anh em trong video tiếp theo nhá.